có dặn em để cho chị Nguyệt Thu là một bột cốt tông đúng không? Alo, chị Nguyệt Thu có dặn là để cho chị một bột cốt tông nè, 240.000 của chị Nguyệt Thu cô Tông. Chưa chị. Chắc bây giờ làm giờ bán nhưng mà ngày mai chưa làm bill nha chị. Chắc nghỉ một hai bữa gì đó ha. Nghỉ một hai bữa gì đó. Em hai bộ nha chế Minsu hồng, hai bộ hoa cúc nè. Minsu hồng 240 với 240. Hai bộ hoa cúc của Minsu hồng. Biết sao không? Thấy hoa cúc về đẹp á mấy chị. Với lại hoa cúc bên nhà em nó có co giãn á. Hoa cúc bên nhà em có co giãn. À, hoa cúc nhà em có co giãn mấy chị ơi. Mấy chị ơi là mấy chị ơi, cho nên hôm nay đẹp lắm. Hôm nay hoa cúc đẹp tuyệt vời. Hoa cúc người ta không có co giãn. Xin like ông Phúc, ông có cho like. Ông nói em mệt nghỉ đi ham hố. Đấy. Mà không like thì em bị stress. Em xuống dưới em bị té nữa. Trong kia em muốn gì em muốn đi. Ông ớn em rồi. Chưa, em đang kêu sưởng may á chị Trương Dạ Thảo. Em đang kêu sưởng may chị. Bấm nút chia sẻ giùm em nha. Minh Xuân Hồng ai bộ có luôn. Đây. Rồi bây giờ em trả bộ này nè. Ngọc Thu Tú Thụy bộ cô Tông. Bây giờ em sẽ lên cho mấy chị bộ cô Tông trước nha. 240 bộ cô Tông. Ngọc Thu Tú Thụy. Em thích like trên lầu hơn. Giao cái quán cho ba mẹ của cô Hiền, yên tâm lắm Ngọc Nguyên, yên tâm cực kỳ, thật sự luôn về mọi thứ. Giao quán cho bên đó yên tâm lắm, Trang Thuy Facebook ý yên. Giao quán cho ba mẹ của cô Hiền á, rất là yên tâm. Nấu ăn nấu uống người ta ở quê á, người ta hiền lành lắm mấy chị. Người ta ở quê người ta buôn bán cái gì cũng chân chất đó, đồ đạc nhiều lúc đó, họ cô chú đi về ngồi đó mà rau củ cô chú cũng xách vô nữa, thấy không? Nói chung là mọi thứ rau là hồi sáng em ăn là đều rau ở Phú Yên vô luôn, thiệt sự luôn. Bây giờ em sẽ lên bộ cô Tông dài cho mấy chị nha. Em sẽ lên bộ cô Tông dài cho mấy chị nè. Chờ em coi cái Phạm Huê này ở đâu. Chờ em một phút nha. Ai sao có nhiều người, cái lúc tôi đăng bài á sao tôi thấy nhiều người mắc mệt thiệt chứ. Rồi bây giờ lên bộ cô Tông trước đi, rồi lên bộ hoa cúc đi, rồi mình lên bộ cô Tông nha. Lên nửa tiếng thôi mấy chị, chứ không mai em nghe khác họ chửi em nữa. Tại vì thấy bộ này giờ đẹp quá mấy chị. Nhưng mà mai chưa đi hàng nha, mốt phải đi hàng. Mai chưa đi hàng nha quý vị. Quạt nó đang quay vô ta nè. Người ta may hoa cúc không có co giãn, còn cúc nhà em là cúc có co giãn nha mấy chị. Rồi lưu ý giùm em cái, cúc nhà em là, để anh Phước anh quay cái máy quạt qua kia giùm. Cúc nhà em là cúc có co giãn. Bộ em mặc có size 70kg nha Bảo Quốc. Trời ơi, bộ em mặc vải không phải lung tung lai dông nha, nó xịn hơn cả lai dông nữa. Với lại quần ống rộng bộ này. Chị ơi, một mình em mà quốc hai bộ. Đây mấy chị ơi, hoa cúc nhà em có co giãn ha. Vải hoa cúc nhà em có co giãn. Bộ này là 240.000. Lấy giùm em bộ rớt xuống đất size L ha. Đây nè mấy chị, ở trước là có nhíu ngực nè, cái tay rất là đẹp ha. Chưa chị, cái hàng đó hết rồi, đang đợi may lại. Cái bộ này em có size L là dưới 70-72kg nè chị ha. Bỏ trọng đừng đem nữa. Đây, comment lên giùm em bộ hoa cúc quần váy nha. Bộ hoa cúc tay cũng rất là đẹp. Nhíu ngực ở trước, nói chung là mọi thứ đều dễ thương. Bộ hoa cúc này nè mấy chị. Rồi chị nào chốt hoa cúc chốt lên giùm em hoa cúc đi. Hoa cúc này 240.000.
240.000 hoa cúc nha. Chị nào chốt hoa cúc chốt giùm em. Hoa cúc em có tổng cộng 4 size, dưới 70, dưới 80, dưới 90 và dưới 100kg. Chốt cho Minh Hòa Vương size XL thôi nè. Ok Minh Hòa Vương, Thủy Thu Phạm. Từ từ gửi hàng nha mấy chị, tại mai hoặc mốt em đi bệnh viện luôn á. 240.000. Rồi. Trời ơi, không like hả, còn bị stress không nữa. Thủy Thu Phạm, cho nên giờ ngồi like cái mặt ổng nó trên hình kìa. 200 thôi. Chị Minh Xu Hồng em để cho chị rồi. Minh Xu Hồng em để cho chị rồi. Bộ này có co giãn gái. Ừ, người ta may vải không co giãn, chứ nhà yên là may vải có co giãn nha mấy nàng. Ha, à, nhà yên là may vải có co giãn nha mấy nàng nha. Nhà em là bao vải, vải này là co giãn. Nếu mà bộ, nếu mà Ngọc Nguyên lấy là lấy size L bình thường thôi nha. Nếu Ngọc Nguyên lấy size L bình thường thôi. Lấy lẹ đi gái chứ hết á. Nguyễn Ngọc Thảo thành phố nè. Hai trăm bốn mươi ngàn Nguyễn Ngọc Thảo thành phố, size L của Nguyễn Ngọc Thảo nè. Em chị Bảo Quốc muốn coi cái bộ này em mặc như thế nào chị. Chị vô bài viết em á, bộ này em có mặc em chụp hình nha chị. Chứ do thiệt sự đi bệnh viện giờ đứng lên ngầu xuống nổ luôn á. Thiệt, không phải chảnh đâu mấy chị. Thanh Hương nào đây, Thanh Hương ơi cho em địa chỉ số điện thoại nha. Thanh Hương nào đây. Chị Nguyễn Ruby hồi chiều giờ chưa có đặt đúng không. Bây giờ chỉ còn đầm hoa cúc size chị thôi. Còn cái set này để em kiểm tra thử còn set 100kg nè. Bây giờ chỉ còn đầm hoa cúc là size chị Nguyễn Ruby thôi. Thanh Hương nào đây. Thanh Hương không có dấu nè. Thanh Hương cho dùm em địa chỉ kèm số điện thoại size 80kg của Thanh Hương. Thanh Hương cho dùm em địa chỉ kèm số điện thoại Thanh Hương ơi. Cho dùm em các anh Phước anh kiểm tra nha. Rồi để bill Thanh Hương ra nè. Nguyễn Ruby hết nè. Ha. À, lấy của Ngọc Nguyên. Trời ơi, Ngọc Nguyên lấy bộ này là đúng rồi đó. Vải đẹp quá trời. Nãy giờ trên mạng người ta chốt 100kg hết rồi mấy chị. Ngọc Nguyên thành phố nè, 240. Nãy giờ trong Facebook á. À, cảm ơn chị Bình Lê, nãy giờ trong Facebook khách chốt size 100kg hết rồi. Chỉ còn đầm hoa cúc size 100kg thôi nha. Em bộ chị đang mặc Kim Hải Trương, bộ đang mặc nè là bộ size L của Kim Hải Trương nè. Kim Hải Trương 250.000. Trời ơi cái bộ này chị Kim Hải Trương mà khách mới cho tin nhắn, nhắn tin cho em đi Hương, nhắn tin cho em đi nha. Nhắn tin cho Yên ơi, Hương địa chỉ số điện thoại chiều cao cân nặng nè. Đó, nhớ cho cái chiều cao cân nặng luôn nha. Xếp về cho em xem với, mới vô chị Nguyễn Hoa. Xếp đang mặc quần dài chị Thu. Quần dài ống rộng nhưng em có chụp hình đó chị. Quần dài ống rộng nhưng mà xếp này mấy chị mặc vải rất là thích. Ha. À, ăn tô bún bò Huế nhất cái răng. Hết xài giờ 15.000 tô rồi mấy chị không. 15.000 mở quán chay buffet mà chỉ có 15.000 một phần thôi. Mà lấy cái số tiền đó là nuôi người già với lại trẻ. Trẻ mấy tiểu mà cô Hiền đang nuôi á. Đó. Cho nên mấy chị có ai thì giới thiệu giùm em nha. À, đây. Lấy đầm, chị Trang chờ em lên đầm hoa cúc, chị Trang chốt sau nha. Đầm hoa cúc không có hở lưng đâu bà nội, chờ chút. Em cho mấy chị coi lại set hoa cúc lần nữa nha. Set hoa cúc chờ chút Lê Thảo. Cho mấy chị coi lại set hoa cúc, người ta set hoa cúc người ta không có co giãn. Set hoa cúc nhà em vải co giãn, lưu ý giùm em nha. Set hoa cúc nhà em vải có co giãn. Ở trước đây khi mấy chị mặc lên nó nhún ngực nè. Dạ quán ở Bình Dương á chị Hồng. Để bữa nào. Trời ơi, trưa nay Ngọc Nguyên nó làm. Ngọc Nguyên em đem từ dưới lên em dây cho nó một cái lẩu chay chị. Một cái lẩu chay chị Hồng với lại bún bò Huế. Một cái lẩu chay ngon lắm. Còn trưa nay lúc em live stream em tặng bún bò Huế cho mấy chị á. Cái lẩu chay chua cay. Nãy giờ hai tên gì? Hai tên gì khách mới? Ngọc Hương thôi chứ hai tên gì? Đây là Thanh Hương. Đây là set nè. Set bộ hoa cúc nhớ lấy chị size 60kg cho con đây. À, set bộ hoa cúc thì lấy size 60kg phải không chị? Còn đầm hoa cúc chị lấy size nhiêu chị Trang? Trời ơi, từ từ em đi kiếm cái viết rồi chị Trang. Em lấy size nhỏ nhất cho con chị á nha. Em lấy size nhỏ nhất cho con chị. Và em lấy luôn cái đầm hoa cúc.
em lấy luôn cái đầm hoa cúc cho chị nè. Có không chú? Đầm hoa cúc ít lắm mấy chị, còn có mười mấy cái à. Em lấy đầm hoa cúc cho chị Trang, size chị Trang 80kg nè. Ờ, 260 ngàn. Trời ơi, chị nhìn chị còn ghiền nữa. Ờ, chưa có quần lót. Quán nó nằm ngay Thuận An á mấy chị. Ship về Long Khánh Đồng Nai. Mốt tới không chị? Ờ, ship cái gì gái? Ờ, không biết nữa, tại vì sáng mai chị đi bệnh viện, ngày mốt đi bệnh viện rồi đó. Cho nên không có hứa Phương ơi. Đây nè mấy chị, người ta là hoa cúc không co giãn, còn nhà em là hoa cúc có co giãn nha. Set này khi mấy chị mặc lên cực kỳ cân, coi quần váy nè. Chứ nãy bà kêu sai gì mà đây XL 70kg, mấy 6 là XL chị. Size L. Chị ăn ơi, chị ăn hồi chừng nào em có ai đi lên đi xuống rồi em lấy em giao cho chị cho. Trời ơi em nói chị rau. Chị hỏi Ngọc Nguyên đi, một cái lẩu 4-5 người ăn mà có 200 ngàn rồi. Thôi chị có ăn bún bò Huế thì chị đặt luôn đi. Em kêu nó giao lên cho chị. Em bệnh chị. Dạ chị Nguyễn. Dạ chị Nguyễn Thu nè. Chị Nguyễn Thu hình nền đỏ cho em xin ba số điện thoại. Trời em giúp chị thôi em kiếm viết à. Để em kêu nó ship lên cho chị cái lẩu với lại mấy bục bò bịch bún bò. Bún bò có 15 ngàn bịch là bún bò chay cho chị Nguyễn Hoa. Mai thằng Thông nó ở nhà nó giao hàng cho chị nha chị. Nguyễn Hoa nền đỏ nè, 240 ngàn. Cái này chị Hoa mặc đã đó. Em chưa lên đầm hoa cúc cho nên mấy chị từ từ chốt nha. Mấy chị chốt giờ cái em lộn xộn em không biết rối sao. Em không biết sao luôn, mấy chị chờ em một chút nha. Coi sếp mà đi biển chụp hình là tét rúng mà. Một là ok. Xin số điện thoại cho mệt bá chứ bây. Xin số điện thoại của dạ em có bụng nghe lấy tay em lời sợ nhỏ không. Dạ em có bụng nghe rổ hoài đó, nó đồ mà cứ. Thì để nó đi không cho là thôi, mệt quá. Bỏ cái bì sa tế ra ngoài cho chị. Làm đặc biệt hả? Ôi làm đặc biệt thì làm bún bò 20 với làm lẩu thêm chị 50 thôi. Là thêm cho chị vô nấm á. Ôi ăn vừa vừa thôi chị. Tại lẩu chay á thì chị nghĩ đi, lẩu chay đã 200 ngàn rồi, chị làm đặc biệt thêm 50 là bỏ nấm thêm cho chị thôi. Ha, à, cho một set hoa cúc của Hương Thơm. Trời ơi mẹ ơi, bún bò 30, ăn đồ chay nó cũng nhiêu đó bà nội, 20 thôi. Thôi 20 thôi. Bán nhiêu đó à chị, còn đồ mặn muốn làm sao em cũng được, đồ chay 20 đi, ba bịch bún bò. Rồi chị nào chốt xếp hoa cúc Hương Thơm chứ chốt xếp hoa cúc bao nhiêu ký chị không cho số ký là em có chốt cho chị đâu nha, không có cho số ký là em có dám chốt đâu ha. Rồi bây giờ em qua mẫu cho mấy chị nè, qua mẫu cho mấy chị. Hương Thơm lấy xếp hoa cúc bao nhiêu, bây giờ em sẽ lên đầm hoa cúc. Đầm hoa cúc em còn size 100kg nha. Em còn hai đầm size 100kg. Đầm hoa cúc dễ thương 70kg hả chị Hương Thơm. Em còn một set nha. Chị Hương Thơm cho em địa chỉ kèm số điện thoại giùm em cái chị Hương Thơm ơi. Hương Thơm 357 nè. 240 nè. Chừng nào em làm đi rồi từ từ chuyển khoản chị để im ấy đi. Nhà em 5 người ăn mà no thở không nổi. Nhưng mà thiệt sự là mình cầm 200 ngàn mình không bao giờ mình nấu được cái lẩu vậy hết trơn á. Xếp hoa cúc 80kg của Nguyễn Đào. Dạ ok chán. Ấy là tối nay em bán chơi chơi thôi, em kiếm tiền. Ngày mai em nghỉ thôi em mấy chị. Nguyễn Đào này là địa chỉ số điện thoại hả? Gửi ủng hộ 500 trong quỹ từ thiện. Vậy em tra chùa luôn nha chị. Em để bữa nào cô nghiền vô em tra chùa luôn ha. Tại giờ cô nói biết sao mấy một hai cụ già neo đơn lên chùa đó, mà giờ cô nói không cưu mang người ta thì cũng tội, cho nên nhờ chị Yên. Dạ mở quán chay chị, mở quán chay mà mở cũng cả 100 triệu á chị, nhưng mà bao nhiêu lợi nhuận và kinh phí đều đổ về chùa hết chứ em không có lấy ngàn nào, cho nên vẫn mong là họ lời. Mong lời chứ không có mong lỗ nha mấy chị, mong lời lắm luôn á, mong lời cho có mấy cụ tiền ăn tiền uống.
cho mấy, trời ơi em nói thiệt với mấy chị, em nói thiệt với mấy chị, Minsu là một lẩu nè, một lẩu 250, ba bò 20 cộng 500k tiền gạo. Em cảm ơn chị Minsu nha. Bộ hoa cúc Bình Yên ngày mai, hương thơm. Hương thơm có địa chỉ số điện thoại kìa. Chụp lại giùm cái. Set hoa cúc của Bình Yên ngày mai. Dạ ok chị Bình Yên ngày mai nè. Cho em xin địa chỉ kèm số điện thoại nha. Cho em xin địa chỉ số điện thoại 245kg của chế nè. Vải hoa cúc bên nhà em có co giãn nha mấy chị. Hồi giờ có thể là mấy chị mua trên mạng là không co giãn, nhưng mà riêng nhà em là vải hoa cúc có co giãn. Còn em báo với khách của em á, là nếu bên em không cho kiểm tra hàng, nếu mấy chị chưa tin tưởng bên em á, là có thể ngồi coi theo dõi em. Chị hỏi sao không trả lời chị, ủa chị hỏi gì chị? Em nhận được cái đầm sọc cũng không biết nữa. Cho coi bộ đang mặc em mới vô. Lo bệnh đi chế, ngày mai ngày mốt em sẽ lo bệnh. Lấy hai set hoa cúc 75kg của Mỹ Dung mới nè. Dạ ok chị, Mỹ Dung mới. Bữa nay em sẽ ráng điều trị mấy chị. Tại cô Hiền mới la em xong á. Cô Hiền nói chị không lo bản thân cho chị, chừng nào chị giúp được người nghèo. Hồi lúc lên bàn thờ mà ăn gà chéo chân, ơi lộn rồi, ăn gà chéo chân rồi biết lo cho ai giờ. La em vậy. Chờ em chút nha mấy chị. Kiểm tra hương thơm cái bộ hay là cái đầm vậy? Rồi đúng rồi đó. Rồi của ai? Của Mỹ Dung mới 2 set nè. Mấy chị đi ở trên mạng, mấy chị đi kiếm set co giãn không có đâu nha mấy chị nha. Không có đâu. Đang bệnh. Em bệnh. Em đâu có cha má biết đâu chị Giang. Tại vì em không có nhúng tay vô công đoạn nào hết trơn á. Thứ nhất là cái người mà sửa sang cái quán á, để em nói cho mấy chị nghe, nói chung là mấy người đó thương em lắm. Cầm cặt ở gì cơ? Gì cầm cặt bán nè là cái gì? Cái gì mà cầm cặt bán nè chị Thúy nghe, có nghĩa là cái quán đó là của có ba má của cô Nhận Hiền đứng ra thuê mặt bằng cho em. Còn cái người sửa sang quán là anh Tạo. Anh Tạo đó là em của chị Hằng, mà cái người mà em giúp chồng chị Hằng bị ung thư, mà giờ chồng chị Hằng mất rồi, thì bây giờ ba đứa nhỏ con của anh bị ung thư đều lên chùa ở hết đó. Cho nên anh Tạo đó là em của chị Hằng, ảnh vô ảnh sửa chữa, ảnh làm không có tính lương tính đồ gì mấy chị, mình nhiệt tình lắm đấy. Mỹ Dung cho địa chỉ số điện thoại kìa. Chưa em chưa lên đầm nè, em chưa lên đầm nè mấy chế ơi. Nguyễn Trâm chưa lên đầm nha. Rồi bây giờ em sẽ lên đầm nè. Giờ mới thực sự lên đầm nè mấy chị. Giờ mới thực sự lên đầm nha mấy chị nha. Đầm hoa cúc mấy chị. Đầm hoa cúc 200. Cảm ơn các bạn. Trời ơi nói gì vậy trời. Cái gì vậy trời. Chị động cái gì á. Chị ghi cái gì cái em. Ở trước là có nút nè mấy chị ha. Cái đầm này không có co giãn, cho nên ở giữa em không có làm chung nha. Đây. Ôi mấy chị ơi, có cái tay đầm nè, nhưng mà đầm nhà em vải co giãn ha. Đầm này có size tới 100kg, đầm này dài. Đầm nhà em không bao giờ may trên gối, dưới gối một tí xíu mấy chị ha. Rồi đầm hoa cúc 90kg của Trần Tuyền. Đầm này số lượng ít lắm mấy chị, không có 20 mấy cái à. Rồi Trần Tuyền inbox cho em địa chỉ số điện thoại nha Trần Tuyền. Trần Tuyền 260.000. Trần Tuyền ơi cho em xin địa chỉ số điện thoại nha. Rồi ai nữa? Ai nữa? À, hồi trưa like trên cái quán đó mà lần 17-18 ngàn lượt follow luôn. Là Nguyễn Trâm đầm của Minh Hòa Vương. Chị lấy size XL cho Minh Hòa Vương thôi, tại đầm này co giãn nhiều. Minh Hòa Vương 260. Hoa cúc là in theo in bà nội. Hoa cúc này mà theo là tiền chịu không nổi luôn á. Minh Su Hồng một size dưới 90kg. Minh Su Hồng kiểu khác này 260 nha. Minh Su Hồng 260. Nguyễn Trâm có gì vậy anh? Chưa phải không? Minh Su Hồng 260. Nguyễn Trâm 260.
Ủa anh ơi, Ủa anh ơi, ngay chỗ Bình Dương nó ghé quận 9 gần hơn không hay sao? Gần hơn. Vậy để cô kêu cô xếp thẳng cho chị ấy luôn. Nguyễn Trâm cho xin địa chỉ số điện thoại nha. Dạ, Giai Ngọc Quỳnh Trâm XL. Giai Ngọc Quỳnh Trâm 206. Dạ chưa chị. Chưa nhưng mà nằm ở nhà em bị stress lắm. Thôi để em bán đi chị. Không có dấu. Mới đây hả? Nguyễn Trâm không dấu 206. Mới đây 85 kg không? Nguyễn Trâm để bill xuyên ra. Trần Tuyền cho địa chỉ số điện thoại kìa. Bên em ship toàn quốc 20 nghìn nha. Còn cái gì mới thì cái Dạ, gì? ít lên coi ạ. Đưa coi ạ. Cái Đưa gì? coi cái size ạ. Giai Thị Ngọc Trâm, Giai Ngọc Quỳnh Trâm. Cái gì em? Giai Ngọc Quỳnh Trâm. Chút nữa em cho mấy chị xem một cái bộ ống rồng áo dây ở sau có chung rất là đẹp. Giai Ngọc Quỳnh Trâm nè. Có bút đó em ghi đi. Cái bút quăng ra cho anh nè. Nói cái gì cũng bút đâu mà. Rồi Bùi Thảo một bộ nè. Bùi Thảo 206 nè. Đọc được làm con luôn. Phương Thảo Tĩnh. Còn một cái duy nhất cho Phương Thảo Tĩnh. Phương Thảo Tĩnh 260 ngàn. Hai trăm sáu chục ngàn của Phương Thảo Tĩnh. Ai nữa? Trần Tuyền. Em đừng ngỡ ngọt nữa nha. Ok chị. Cúc 71 kg có. Bộ em mặc còn chị. À, Kim Dung Trần có lấy thì em vô em kiếm size cho. Bộ này à, ở lộn cái đầm hoa cúc này Jenny Phạm lấy đi. Jenny Phạm ơi. Trời ơi bà không lấy là hối hận luôn á. Jenny Phạm 260. À, em nhận hàng được rồi, son đẹp chị ơi, chị hỏi để đâu bà nội. 26 Jenny Phạm đúng không? 256 của Jenny Phạm. Người ta may cúc không co giãn chứ nhà em là cúc co giãn hết nha mấy chị. Cúc đại đó, cúc bông bụt rụt. Cục cúc gì cũng có co giãn hết á. Đây là đầm hoa cúc nè mấy chị coi nè, cổ tim trước tim sau ha. Ở trước có nút nè, đây. Ở trước có in nút cho mấy chị nè. Mấy chị coi cái tay nè. Mấy chị coi giùm em cái tay nè. Nói chung là đầm này tuyệt vời lắm, dài quá gối một chút. Dài tới gối hoặc là chị nào mà thấp thấp thì quá gối chút xíu ha. Đầm này còn size, em còn size nhiêu? Đầm hoa cúc em còn size này dưới 82 kg. Size này dưới 82 kg nha. Em còn dưới 72 kg 2 cái. Và em còn 2 cái 92 tới 100 kg. Rồi lấy rồi. Lấy bông cúc rồi. Đây là đầm bông cúc em còn được vài cái thôi. Chị nào chốt đầm bông cúc 260 chốt giùm em. Em nói thiệt sự với mấy chị nha. Khi mấy chị mặc đẹp á, ví dụ như mấy chị mua bột cúc về, mấy chị không co giãn có thể mấy chị mặc một lần. Nhưng mà ví dụ mấy chị tắm giặt xong lần sau mấy chị đóng đồ, mấy chị sẽ lựa cái bộ đồ co giãn và mềm và mịn. Hứa luôn. Được rồi, con ốm sút mấy ký mừng hết lắm rồi. Thôi bà nội, con ốm sút mấy ký thôi khỏi lấy đi. Liễu Tú Thị Thi một cái 260 ngàn của Liễu Tú Thị Thi. Còn một cái size L của Liễu Tú Thị Thi nè. 260 ngàn của Liễu Tú Thị Thi. Ngọc Trung còn một cái hoa cúc của Ngọc Trung luôn. Ngọc Trung cho em xin địa chỉ kèm số điện thoại nha Ngọc Trung. Còn một cái cuối cùng của Ngọc Trung là hết nè. Ngọc Trung cho em xin địa chỉ kèm số điện thoại. Bên em không cho kiểm tra hàng nha. Bên em không gọi điện chốt hàng, chụp hàng qua, chụp tin nhắn qua điện thoại. Ấy là chụp bill hàng qua tin nhắn. Mà mấy chị không nhắn tin cho em địa chỉ số điện thoại là em sẽ tự chốt hàng. À, rồi Nguyễn Trâm cho địa chỉ số điện thoại đầy đủ kìa. Rồi cái này của Trung. Dạ ok. Ngọc Trung 649 của Ngọc Trung 649. Nguyễn Trâm là mình cho đầy đủ. Điện thoại đâu? Sơ mi nào mà chưa làm khuy với làm nút chị? Làm bóng cút hết rồi Nguyễn Ngọc. Đó. Cái gì vậy? Cũng ghi cái số điện thoại vô kìa. Nguyễn Trâm đầy đủ địa chỉ số điện thoại chưa? Thảo Beo điện thoại nhắn tin. Thôi chị đừng hỏi về em nữa.
em nằm em cũng bị stress mà em đi tới đi lui cái cũng trọt ngã. Sếp ông kêu dịp mẹ muốn bán gì bán đi, ông ớn em mà chị. Chị Thảo Beo có lấy set hoa cúc không? Chị Thảo Beo có lấy set hoa cúc không chị? Chị Thảo Beo có lấy set hoa cúc thì báo em nha. Ngày mai chưa gửi bill đâu nha, mốt em về em làm bill rồi em đi bệnh viện rồi xong hết thì về em làm sau. Không giao đồ cho em hả Trinh Đoàn? Trinh Đoàn lấy gì ta? Chưa. Hồi qua em có để cho chị một bộ cô tông dài á. Rồi để rồi. Rồi Thảo Beo đầm bông cúc rồi, có chị nào lấy ship bông cúc không? Ship bông cúc bây giờ em chỉ còn size dưới 82kg và dưới 92kg thôi. Dưới 92-95kg. Set hoa cúc còn đầm hoa cúc là em đã chốt hết cho mọi người rồi nha. Đầm hoa cúc em chốt hết cho mọi người rồi. Bây giờ em lên bộ cô tông với bộ ống rộng nữa thôi nha mấy chị. Bây giờ em sẽ lên bộ cô tông nha mấy chị nè. Bộ cô tông, bộ quần đùi. Ê, để từ từ nha Trinh Đoàn. Ê, cái này nhắn tin qua giùm cái này. Xếp hoa cúc hết 65kg rồi. Đầm hoa cúc cũng hết 65kg rồi. Kim Nhung Trần Trinh Đoàn ai đến nè, xin lỗi nha. Gửi qua giùm cái hình cái vậy. Gửi qua giùm cái hình cái Trinh Đoàn 85kg phải không? Đây là bộ cô tông nè mấy chị. Bộ cô tông vừa sát nha. Rồi coi vải nè mấy chị. Vải là mấy chị cầm mấy chị ghiền luôn. Đây là bộ cô tông vừa sát. Bộ này 240, bộ quần dài. Rồi chị, rồi bộ này cái viền nó làm đẹp ghê mấy chị. Chốt giùm em bộ vừa sát. Chốt giùm em bộ vừa sát. Chốt giùm em bộ vừa sát nha mấy chị. Chị nào chốt vừa sát thì chốt giùm em. Có 95kg. Cái size 2X này 95kg Thảo Beo mà ok rồi. Cái set hoa cúc á, chị Thảo Beo nghe em đi. Set đẹp lắm. Coi set hoa cúc nè. Set hoa cúc 240.000 mà vải co giãn nha. Vải hoa cúc co giãn luôn nha. Chắc là cô tông. Ủa vậy á hả? Chốt bộ này đi Thảo Beo. Nè Thảo Beo 240. Đây là set hoa cúc nè mấy chị. Đây là áo nha. Em đang đưa lên size L áo. Áo ở trước có rút ngực nè. Đây là chân váy. Đây. Bộ này mặc hơi bị sung sướng luôn mấy chị. Quần phơm dài nữa, cho quần váy mà phơm dài nữa ha. Rồi, chị nào chốt set này, chốt lên giùm em. Bộ cô tông đó không dày lắm đâu, vừa vặn không dày ha. Rồi chị nào chốt cô tông, chốt lên giùm em cô tông. Hôm bữa nay ra cô tông đẹp quá trời luôn. Bữa nay cô tông ra quá trời đẹp luôn. Cô tông bữa nay vải cũng êm nè. Mẫu mã cũng đẹp nè. Thủy Thu Phạm hôm qua chốt bộ đó chưa? Chốt qua tối qua để cho Thủy Thu Phạm mà. Để rồi gái. Rồi đúng rồi đó. Chốt rồi để thử. À, Minh Hòa Vương xếp cút 65kg hết rồi chị. Minh Hòa Vương một bộ nè. Má không biết chốt Minh Hòa Vương size gì nữa. Minh Hòa Vương một bộ 240. Chưa có chị Loan Huỳnh. Áo thun nam đó chị mua cho con chị hay cho chồng chị để em biết em đi lựa form cho. Chị muốn mua cho chồng chị hay mua cho con chị? Chị nói đi em lựa form nha. Cái set hoa cúc này bây giờ em chỉ còn size lớn thôi nha, từ 70-75kg trở lên ha. À, Thảo Beo là em chốt với Thảo Beo một đầm hoa cúc và một set hoa cúc đó. Ok chưa? Chưa có về cô tông đùi. Chị đang ra XL là size từ 82-83 tới 100kg đó Minh Hòa Vương. Lấy size dưới 85kg đi. Nè, ở trên mạng nó bán cho mấy chị cái set đó, nó chào sỉ tôi là 180.000. Cái set đó là thun giấy với lại quần rất là đẹp kỳ anh. Thun giấy với quần thun giấy luôn ha. Bộ chân váy có của Đạt Đạt Mẫn nha. Đạt Đạt Mẫn 90kg phải không? Đạt Đạt Mẫn một bộ 240 nè. Mà tôi nói thiệt với mấy chị, nó chào sỉ tôi là tôi bằng bán lẻ cho mấy chị. Nhưng mà set đẹp lắm. Có bộ để kia kìa. Nó may cho tôi cái quần ở trên lầu còn cái áo. Nhưng mà đẹp lắm mấy chị, chờ còn cỡ tuần nữa đi nha. Trông cho khỏe, tuần nữa có đồ like cho mấy chị chứ. Bắt em nằm chỗ chắc em chết cho nó thiệt. Em chết thiệt á. Xếp hoa cúc chưa bán? Dạ bán từ đầu like tới giờ với lại khách đặt nhiều quá. Tại vì xếp hoa cúc nhà em nó có co giãn đó chị Trần Minh Cường. Để em kêu xưởng em may thêm, chị bình tĩnh đi chị đừng có la em, tội nghiệp em. Bây giờ em sẽ lên một cái set ống rộng 240 nữa cho mấy chị nha. Thôi lấy lò thôi bà nội. Bà gọn muốn chết rồi. Rồi set này là 240 nè, set này em thích ghê lắm mấy chị. Ai làm cái gì làm chứ thiệt sự là em có một bộ rồi đó. Em nói thiệt luôn, ai làm gì làm chứ em có một bộ nhưng mà vải này không co giãn. 240 nè mấy chị.
Ai làm gì làm cho em có một bộ rồi nha. Bà chị con nó xẻ nè. Đẹp không? Cái áo nó mới đẹp. Đây mấy chị, cái áo mới dễ thương nha. Mấy chị coi cái áo nè, cái form áo dễ thương lắm. Ở sau lưng nè. Ôi thiệt á. Cái set này em có tổng cộng 4 size. Set này màu đen lắm. Set này em có tổng cộng 4 size. Dưới 70kg, dưới 80kg. Đó em để set dưới 90kg và dưới 100kg. Ủa kìa anh mới đưa bột cô tông lên đó. Đấy comment dùm em là set nhúng hoặc là set dây nha. Đây là bột cô tông. Bột cô tông 240 nè kìa anh. Không mà bộ này đẹp. Bộ này dùng từ đẹp luôn á. Bộ này in đẹp quá trời. Bộ này in quá trời đẹp luôn. Nhưng mà bộ này vải mềm, mềm mịn quá trời luôn. Đó bộ Versace nè. Bộ Versace có tổng cộng size từ 60 đến 100kg nha. Chốt dùm em Versace mấy chị. Lai xong ngày nghỉ đó. Xong bộ ống rộng nữa nghỉ nha. Ngày mai em chưa debut đâu. Là ngày mai ngày mốt em đi bệnh viện nha mấy chị. Chưa chị Thủy Quỳnh ơi, em khi mà em đăng em có nói với mấy chị là sơ mi này hết sạch rồi. Em đang cho may lại cho nên giờ chưa có cái nào đâu. Để em may lại chị Trần Minh Cường, chị đừng có buồn em. Chị buồn em mà chị ở với ai. Chị đừng có buồn em. Kỳ Anh nè. Kỳ Anh 240. Sáng mai đi bệnh viện sớm á mấy chị. À, cái bộ đây nè. Cái bộ này giờ mấy chị không mua đâu. Mấy chị đợi em mặc xong á, mấy chị mới mua lần. Thiệt. Em nói thiệt á chứ em nói giỡn đâu. Mấy chị thấy vậy chứ mà cái bộ này vải lên sang đó. Em phải công nhận một điều là bộ này vải lên rất là sang nha. Rồi, để em coi thử cái bộ hoa cúc này size nhiêu à. Lên trễ hả gái? Để chị vô chị lấy con mấy áo. Đây 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 đây. Ê, còn bộ này chị Trần Minh Cường. Nằm em, con người em á. Con người em giống như con người. Nè, chị Trần Minh Cường còn bộ cho chị nè. Trần Minh Cường inbox cho em địa chỉ số điện thoại nha. 240 của Trần Minh Cường. Ống rộng 65 cân của Kim Dung Trần. Dạ ok chá. Cái bộ này đẹp. Chị Kim Dung Trần có muốn coi cái bộ xanh em đang mặc không? Kim Dung Trần nè 240. À hơn không chị Cường? Chị dạ hơn không chị Cường? Hơn không? Hồi nãy là Hà Thị Ái Nhi hỏi chị mấy cái áo này đúng không? Để còn 5-7 cái chị lấy ra chị bán nha. Còn được mấy cá này em yêu. Nó là Trần Minh Cường là nó là á. Còn được mấy cái à? Cái này của Trần Minh Cường đúng không? Đúng rồi. Bao nhiêu tiền hả? 240 có ghi ở trên đó đó. Lấy bột cô tôm của chị Nam Phương hay. Hay còn có 2-3 bộ gì à? Về cũng một bao mà hết luôn rồi. Bộ này chưa like nhiều luôn. Xếp bộ đen nào chị Buma. Nè, Nam Phương. Xếp bộ đen nào chị. Này dùm tôi đúng không? Hỏi Nam Phương kiến tường không Nam Phương? Nam Phương kiến tường. Rồi còn mấy mẫu áo nha, 180 mẫu. Rồi mấy chị chốt cho em dùm ha. 60 tới 83, 84kg trở xuống nha. Hết size lớn rồi. Size lớn hình như em còn có màu xanh nè. Đây lớn em còn màu xanh nào hình như xưởng hoặc hình như con sĩ em sáng nay nó lấy rồi mấy chị. Rồi lên cho mấy chị nè nha. Rồi áo này mà chị nào hồi bữa giờ có chân váy đen hoặc chân váy rin mặc là hơi bị dễ thương luôn. Đây nè, tất cả ở giữa đều nhúng hết nha. Rồi áo mã đầu tiên là mã số 1. Mã 1 là mã đầu tiên. Hoa xanh là mã 2. Em đặt rồi em nhắn tin không thấy chị Bu Bu chốt lại rồi em cũng biết là chị đặt bộ nào nữa. Phải chị đặt bộ cô tông này không? Phải chị đặt bộ cô tông này không? Phải thì ok lên giùm em cái coi vải nè. Bộ cô tông bờ sát đúng không chị? Phải chị đặt bộ này không? 240. Phải thì ok cho lên chiều cao cân nặng. Inbox cho em địa chỉ số điện thoại. Bên em không gọi điện chút hè và không cho chị kiểm tra bill nha chá. Hoa xanh quý vị ơi. 60 tới 83kg. Hoa xanh.
hoa xanh 180. Ở giữa đây là em bao cho mấy chị 90 kg cũng vừa nha, tại vì em xếp ly nhún vải rất là nhiều. Mã 2 180. Mã 2 còn 1 cái, 2 cái, 3 cái và 4 cái. Kim Dung Trần nè. Rồi mã thứ 3. Mã 3 cho lên chiều cao quan nặng. Mã 3 là hoa vàng. Hoa vàng còn 1 cái ha. Hoa vàng còn 1 cái mã số 3 mấy chị. Cái tay nó cũng đẹp nữa. Hoa vàng còn 1 cái mã số 3. Mã số 4 nè. Mã số 4 còn 4 cái. 180.000 cái mấy chị. Tranh thủ chốt nha. Mã 4 dễ thương lắm. Mã 4. Mã 4 này hơi bị hay nha. Chị nào chốt mã 4 là hơi bị hay và hơi bị đẹp luôn. Comment giùm em mã 4 ha. Mã 4 1 2 3 4. Mã xanh còn đúng 1 cái, em rất là thích mã xanh. Dạ ok. Big size nó bán nhiều lắm chị Tuyền ơi. Big size nó bán thiếu mẹ vậy chị Tuyền. Nhắn tin vô Facebook em ơi. Mã 2 của Hà Thị Ái Nhi nè. Hà Thị Ái Nhi cứ inbox cho chị Yên nha. Hà Thị Ái Nhi 180 của Hà Thị. Hà Thị Ái Nhi lấy mã đây nè. 1, 2, 3, 4, 5. Còn đúng một cái mã số 5. Ồ đẹp không mấy chị. Mã 5 này nhã nhặn lắm. Còn đúng một cái mã số 5. Mã số 4 của Kim Dung Trần. Rồi nghỉ đó nha mấy chị. Còn một cái mã số 6 nè. Số 6 một cái duy nhất. Mà vải bên này mấy chị cầm lên nó không có sơ vải như xưởng nhà người ta đâu. Đây nè mấy chị. Mã cuối cùng mã 6. Mã 5. Mã 5 của Kim Dung Trần. Mã 5 của Kim Dung Trần. Đâu giờ vô trong tin nhắn giơ cái ngón tay lên là chị Yên đọc liền cho. 1, 2, 3, 4. Mã 4 của Đỗ Huỳnh Như. Mã 408 của Đỗ Huỳnh Như. Hà, cái này là mặc với sọt đẹp lắm mấy chị. Hứa với mấy chị luôn. Hà Thị Ái Nhi, mã 4. Hà Thị Ái Nhi, mã 4. Thị Thu Phạm, mã 3. 1, 2, 3. Thị Thu Phạm, mã 3. Còn cái này là mã 6. Một cái duy nhất à. Mã 6 Holiday. Còn đúng một cái mã 6 thôi nha. Thị Thu Phạm. Mã 5 hết rồi. Mã 6 Hồng Nguyễn Thọ không vừa. Mã 6 cho Thu Hà đi. Mã 6 cho Thu Hà. Chưa gửi đâu. Tại ngày mai ngày mốt chị đi bệnh viện rồi đó. Chưa gửi đâu. Mã 6 của ai à? Thu Hà. Chị Thu Hà nền đỏ mã 608. Bây giờ chỉ còn mã 1, mã 2 và mã 3. Hết nha mấy chị. Bây giờ chỉ còn mã 1, mã 2 và mã 3 thôi ha. Quần rin là có rồi á. Quần rin là có rồi mà chưa có trở về. Quần rin là có ngay xưởng rồi. Nó chất hàng cho em rồi. Mã 6 cái này 90 kg không vừa. Ngày hôm qua 90 kg em bán hết rồi ha. Ngày bữa nay hôm nay có set. Có set hôm Cúc về mà chị Kim Cúc Đình không chịu đặt. Rồi mã 1, mã 2, mã 3 hết nha. 60-83 kg. Rồi nghỉ khỏe mấy chị ơi. 75 kg vừa. Mã 6 khách lấy cho chị thế nào? Mã nào em hết rồi. Chị Hồng Nguyễn Thọ phải đợi em may thêm nha. Tại vì mọi người trên mạng đang chuộng những cái mẫu này. Cho nên em sẽ cho dập mẫu này với dập thêm mẫu bông cúc. Đó. Em sẽ cho dập thêm mẫu này với mẫu bông cúc. Còn chị nào chốt bộ cô tông thì chốt lên giùm em. Ráng chờ vài ngày đi mấy chị. Hàng về. Hàng về ngọc tràn lắm mấy chị ơi. Hàng về ngọc tràn. Quỳnh Như quận 10. Một cái hoa cúc của Quỳnh Như quận 10. Quỳnh Như quận 10 có dấu. Nhiều liền. 240. Quần váy chị. Nhưng mà chị chốt rồi dạ ơn chị đừng có xả đó giùm em một cái. Chốt rồi 5-7 bill bill nào cũng xả chị ơi. Chốt xong rồi tự chốt rồi tự xả luôn. Không biết sao luôn á. Chị Tam Ngọc một cái đầm nè. Ở đâu? Tam Ngọc là người về cũng yên với mình đấy nha. Mã
Nè, tam ngọt một cái đầm này. 200 luôn đúng không? Ờ, 206 đầm. Khách hỏi bông cúc vải coi giãn hay không? Hỏi xong rồi cái sạch sẽ luôn mấy chị. Hỏi xong rồi bà nào cũng chữ hết nè. Mai ship được không vậy không? Bu bu gì nè. Từ từ, Ngân Lu lấy bộ nào đây? Bộ này 70kg rồi, ok. Anh ghi bill Ngân Lu 341 rồi, để em vô em lấy bộ đó bỏ đây. Ngân Lu còn bill đây nè. À, áo dài tới đâu? Áo bên chị không có may theo kiểu tuổi teen đâu. Áo chị Yên may lúc nào cũng qua rúng xuống khúc bụng hết á. Ái Nhi, chỉ có mấy đứa trên mạng tuổi teen thì nó may ngắn thôi, hoặc là hở bụng thôi. Còn bên chị Yên là chị may an toàn lắm Ái Nhi, thật sự. Còn em muốn ngắn thì em về em cắt lên ha. Bên chị Yên may an toàn lắm. Chưa có xả đồ. Rồi Ngân Lu thấy rồi nè. Ngân Lu lấy cái set này 70kg để vô lấy cho Ngân Lu nè. Ái nghe Lu. Để có hiểu toàn bộ này sao như cũng là Ái nghe Lu. Anh ghi chữ Ái nghe Lu không có dấu. Bây giờ xong rồi mấy chị. Báo dục rồi báo đi. Ái nghe Lu Bạc Liêu. Nhiều tiền báo á. 240. Bạc Liêu 544 hay ông ghi cái gì 511 hay 544 gì đó. 544 mà sao á. Nói chung là sạch sẽ. Giờ buồn rồi chịu rồi hết rồi mấy chị ơi. Rồi nha mấy chị, cảm ơn mấy chị đã ủng hộ em có tiền. Ủa con Lu mới thì bọc con Lu đâu. Con Lu để vô ông kia lấy. Còn bu ca gì nè, bu bu Nguyễn gì đó thấy không? Bu bu Nguyễn lấy gì anh? Chờ em từ tí đó. Nguyễn Trâm. Cảm ơn mấy chị nha, chờ em chút xíu. Em trả lời cái này nữa xong rồi cái một đầm 80kg. Đầm này sai nhiêu ký vậy ông? Tiên Dung Vũ Thị, trời ơi còn đúng cái đầm. Tiên Dung Vũ Thị em thích an toàn. Biết sao mấy cái đồ đó có lấy cho chị bộ đồ giống em đang mặc không Yên ơi? Trâm Nguyễn nào vậy? Trâm chị Hiếu Cà Mau em để cho chị bữa giờ rồi. Phải chị Hiếu Cà Mau không? Em để cho chị bữa giờ rồi. Em biết sao mình nhìn thấy đẹp như vậy á. Mình nhìn thấy đẹp như vậy á, thực sự là khó mặc lắm. Em rất là khó tự tin khi mà Tiên Dung Vũ Thị cái đầm nè, cái đầm đó 260 nha. Để rồi chị Trâm ơi. Để chị rồi ha. Để cho chị rồi. Bữa nay em có cái bộ giống giống vậy nè chị, nhưng mà vải này nè. Em có cái bộ giống gì nè chị Trâm, lấy cái bộ này nữa đi chị Trâm. Trời ơi dễ thương lắm chị Trâm ơi, đây nè. Ở trước nè. Hiếu Cà Mau ơi, vớt bộ này nè nè, ở trước nè. Ở sau nè chị. Trời ơi, cái bộ này đẹp lắm luôn á chị. Bộ này quần ống rộng mà chị coi ống rộng xẻ tà nè. Ống rộng mà chị coi nó xẻ tà nè chị. Bộ này đẹp lắm chị Hiếu Cà Mau. Thật sự là tụi nó chụp trên mạng nó vậy á Nhi à. Nhi inbox của chị thì chị số điện thoại đi. Chứ mà thật sự là ở ngoài đời nào, ở ngoài không bao giờ em được mặc đẹp nhẽ, mà nhiều lúc em ra đường em cũng chả tự tin luôn đó. Đó là chị nói thiệt á, chị tiểu có nói gì ổn không? Em ra đường em chắc gì mà em dám mặc như vậy. Trừ khi mà em trừ khi là cái dáng em giống như từ nước thôi. Trừ khi là cái dáng của em á, nó thì mà giống như từ nước ngoài là nó mỏng, là nó không có bụng. Mặc nhưng không có bụng em mới dám mặc được. Chứ đời nào mà dòng Việt Nam mình dám mặc được em. Không có dòng Việt Nam nào dám mặc được hết đó. Bộ này 240 của Ngân Lu nè. Nghỉ nha mấy chị. Nghỉ nè. Cái bộ sẽ đùi á, nếu mà Hà Thị Ái Nhi thích mặc đó nha. Chị bảo đảm với em mặc sang lắm. Thứ nhất là ở trước dây nè, úp nó úp cổ nè. Thứ hai là sau lưng nó nhúng. Em coi sau lưng nó nhúng nè.
Sau lưng nó là vải nhún, mà cái vải nó sang lắm. Cái vải này nó cực kỳ sang ha. À, mà cái quần nó cũng vậy. Ai đó hãy thử bộ xám coi đi. Ai đó Nhi muốn mua, chờ chị Yên đi khám bệnh gì à. Vải mềm chị. Chờ chị Yên đi lấy lên, chờ chị Yên đi khám bệnh gì đi, chị Yên thử bộ đó cho. Tại vì nè, nè, bỏ bộ mặt cái Nhi. Mua buồn nãy giờ chốt cho người ta luôn đi. Để em coi, chưa coi tin nhắn nè, chưa coi tin nhắn kịp. Khoảng 10 ký. Chưa coi tin nhắn, đợi coi tin nhắn đã. Trời ơi, bộ này cưng lắm gái, bộ này mà. Bữa trước chị có mặc một cái bộ gần giống này nè. Nè Hiếu Cà Mau. Bữa giờ ra mấy bộ thun lạnh luôn á, mà em muốn thấy chị đâu luôn. Chị là chị thích thun lạnh, thích thun la dông. Đấy, chị thích vậy đó. Coi cái bộ này mặc cưng lắm. Ê nè, còn bộ nữa sẵn giới thiệu cho chị luôn. Sẵn giới thiệu cho chị lấy bộ này luôn đi. Bộ này nếu mà Nhi lấy là Nhi không bao giờ hối hận luôn á. Chị nói thiệt với Nhi luôn á. Bộ này Nhi mặc không bao giờ Nhi hối hận đây. Bộ này em có bộ mấy bữa em mặc highlight cho mấy chị nè. Nào khách nào cũng khen nè. 90kg cái bộ ống rộng nó có size chị Kim Cúc Đinh. Có size chị. Nè còn bộ này chị. Còn bộ này chị Hiếu Cà Mau. Nhưng bộ này là cổ tim. Bộ kia cổ tim nhưng mà cái tim đắp. Còn ở đây là bộ tim. Đó, coi không lên like xong rồi bỏ em út nó luôn, cho nó đói chết mẹ nó luôn. Ha. Rồi, nè tự chốt cho chị Hiếu Cà Mau đi. Chốt luôn đi, 240. Rồi đọc tin nhắn của Bu Bu này, giải quyết Bu Bu nữa rồi em nghỉ nha. Bill ngày mai chưa đi đâu nha mấy chị. 84kg bộ này. Rồi ok của Bu Nguyễn nè. Bu Nguyễn 84kg. Trời ơi. Cái xăm chị không biết chừng nào mà được về Việt Nam luôn hả chị Tâm. Rồi đây của chị Bu Bu nè. Chị Bu Bu mà mua bộ bên này bên vải bên em ghiền luôn á. Tự chốt rồi chị, bán ế tự chốt nha. Hỏi còn chị nói. Bán ế là tự chốt luôn. Bộ đó là bộ xẻ tà hả chị Kim Cúc Đinh. Chị Kim Cúc Đinh thử mặc một bộ xẻ tà bên Ý Yên thử đi. Rồi coi thử chị có ghiền không nha. Là chốt của chị Kim Cúc Đinh bộ xẻ tà này đúng không? Rồi ok chị. Kim Cúc Đinh bộ xẻ tà 240. Em có một mẫu đầm mà cái vải đây chị Trâm thích chắc chắn luôn, nhưng mà giờ đợi ngày mai ngày mốt em phẻ đi. Em ủa vậy chị mua mấy lần hả? Rồi chưa bị hắt nít hả? Rồi từ đây tới Tết vậy đi chứ biết sao giờ. Bỏ Hiếu bên này bơ vơ giữa dòng đời lạc lõng luôn. Rồi chào mấy chị, cảm ơn mấy chị ủng hộ em tối nay nha. Có tiền mai đi bệnh viện chứ không gì hết trơn á. Quần dài với chị em 1m67 em mặc quá mắc gối luôn. Trời, còn nếu mà chị không về chị lùng, chị mặc nó sẽ dài thì chị phải cắt lên, cái đó là bình thường rồi. Còn quần này mà phải may quá mắc cá, phủ xuống chân nó mới đẹp chị. Khi mà chị mang dép lào mà giống như đi biển hay là đi chơi á, chị mang dép lào xỏ ngón nó đi nó bay bay cái tà lên đẹp lắm. À, bữa em có một cái bộ bi trắng nãy chị Hiếu chốt rồi đó. Đó cho nên giờ cái bộ này em khoái lắm. Nè không thèm để lại bộ hoa cúc mặt mà bộ này của Ti Lê có size 90kg của Ti Lê nha. Bộ này size 90kg mặc thoải mái luôn, tại vì nó không phải là thun la dông. Nó mắc hơn thun la dông mấy chị.
Mấy chị mà mặc những cái bộ này rồi mấy chị không có thèm vải gì nữa đâu, em nói thiệt á. Chính vì vậy cho em hay ra những cái bộ này là vậy, tại em thích mặc nó rất là sang. Bộ này nè, bộ này chị Hiếu, nãy giờ chị Hiếu chốt bộ này rồi đúng không? Chốt rồi, chốt rồi. Đừng coi gì sau lưng hết trơn ấy bà nội. Má ơi nhận hai cái quần lửng nó đẹp giống quỷ ghê. Rồi Tina lên có lấy cái bộ rêu nè, Tina lên bộ rêu này em có mặc chụp hình là Tina rêu vô Facebook coi nha, vô Facebook coi giùm em cái đầm hết trơn hết trọi rồi. Thì mấy chị đang chuộng đầm hoa cúc, em sẽ lấy vải hoa cúc em may thêm đầm hoa cúc cho mấy chị nha. Rồi chào mấy chị.